xin chào các bạn lại đến với kênh Béo Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 30 tây tháng 10 năm 2022. Đó chính là ngày gì các bạn biết không? Ngày Halloween. Không biết là Halloween thì các bạn có đi đâu chơi hay không? Còn các bạn nhỏ này thì được ba mẹ tặng cho những món quà rất là dễ thương luôn. Xin cùng xem. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Quỳnh Chi. Không đồng ư? Không phải đâu. Nó là 118.000 mà bạn Quỳnh Chi đã chuyển khoản trước cho shop rồi. Mai mốt Quỳnh Chi không cần phải trả tiền khi nhận hàng nha. Và đây là tổng thể đơn hàng của bạn. Đầu tiên thì chị muốn nói đến đó là một cái hũ slime nhũ nè. Hình của một bé gấu rất là dễ thương nha. Và nó có giá là bao nhiêu vậy ta? 25.000 nha các bạn. Đây, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là lại còn có những cái kim tuyến nè. Ôi trời ơi, ngôi sao lấp lánh, trái tim lấp lánh luôn. Rất là đẹp. Và sẽ mở cho các bạn kiểm tra cái phần slime ở bên trong nha. Wow, nó đầy tràn lên tới trên đây luôn nè, thấy chưa? Đó, wow, nó đầy tràn luôn ha. Và chị sẽ bóp sơ thôi nha, không phải chị chơi đâu, mà chị muốn cho các bạn xem cái chất slime ở bên trong nè. Đó, nó rất là dẻo và nó có ánh nhũ nha. Thấy không? Siêu đẹp như thế này luôn nha, mà chỉ có là 25.000. Tiếp theo thì như các bạn thấy, đây là hai tấm sticker rất là đẹp luôn nha. Mỗi tấm như vậy thì là 18.000 đồng. Đây, à cái này là 18, cái này là 12 nha. Đây là tấm 18. Nó sẽ có tới 2 tầng với lại là 4 nàng công chúa luôn. Chúng ta xem nè. Đó, tóc tím, tóc nâu hiền diệu, tóc cam, rồi đến là tóc hồng. Đó, rồi những cái váy này, nhà đâu nữa. Xinh ơi là xinh. Trời ơi, ở phía sau lại còn có thể chơi tô màu với bức tranh của các bạn ở trong rừng gặp cọp. Rồi có máy bay được nữa, quá xinh quá xinh. Còn đây nha, cái sticker này là 12.000 nè. Có cả là một bạn nam. Đó, hoàng tử nè, hai hoàng tử luôn. Và hai cô công chúa nữa, rất là đẹp. Này 12.000 nha. Còn này là gì? À, bây giờ chị chưa nói thì có các bạn nào biết chưa? Đó chính là cái đồ làm móc khóa nha. Đồ làm móc khóa này á là nó có giá là 10.000 một cái thôi. Chị sẽ mở ra kiểm tra cho các bạn xem ở bên trong của cái bộ làm móc khóa này nó có cái gì ha. Đây. Đây. Nó sẽ có là một cái kim kẹp nè. Đó, một cái gấp chứ, không phải là cái kim nha các bạn. Để mình sẽ gấp cái sticker lên. Một cái này nè ha, để các bạn dán xong thì các bạn sẽ chọt vô đây nè. Đó, mình sẽ làm móc khóa nha. Và nó là hình trái tim, có kim tuyến nè. Wow, trời ơi, coi sticker đẹp chưa. Ngựa pony, rồi thỏ, rồi trời ơi, cái cây kem kìa, cái cây kem cherry kìa. Quá là dễ thương luôn nha. Chúc các bạn sẽ làm được một cái móc khóa thật là dễ thương cho riêng mình, hình trái tim. Và combo này chỉ có 10.000. Quá xịn sò luôn. Còn đây á, thì là Doraemon nha. Hình là bông hoa ha các bạn. À, hình bông hoa hay là cái khúc xương gì đó. Rồi tiếp đến thì là Hello Kitty trên cái nền ngôi sao màu xanh, rất là đẹp luôn. 10.000 đồng là có được một cái móc khóa tự tay mình làm, rất là ý nghĩa luôn nha. Sẵn đó mình sẽ học được cách khéo léo cho bàn tay của mình và học cách để mà trang trí cho cái móc khóa. Quá tuyệt vời đúng không? Yeah, và tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Anh Đào, 153.000 đồng. Wow, và đây bạn mua là 4 tấm sticker nha. 4 tấm sticker loại 30.000 đồng, loại siêu dẻo và có kim cương luôn. Bây giờ chúng ta cùng xem loại thứ nhất. Đây, đó, những chiếc váy nè, các bạn nhìn kỹ nè ha. Nó là sticker dẻo, nó có kim tuyến lấp lánh nhỏ nè. Rồi còn có viền kim tuyến vàng ở phía trên nữa. Những chiếc váy thì đủ hết sắc màu luôn nha. Đây, chiếc váy Galaxy chuyển màu nè, thấy không? Đó, đẹp lắm luôn. Lật lên. Ở phía dưới là sticker dẻo mà dạng dẻo nổi nha các bạn. Đó, nó vẫn có in kim tuyến ở trên nè. Đó, nó rất là dẻo luôn. Đó, cái loại này là nó dẻo mà nó mềm. Đó, dẻo nổi mà mềm nha. Còn cái này thì nó có in kim tuyến, 30.000 đồng một cái. Rồi, cái thứ hai. Đây, các bạn xem nè, đẹp chưa? Đó, phần trên lúc nào cũng lấp la, lấp lánh kim tuyến hết. Đẹp cực kỳ luôn, những chiếc váy bông hoa đầy đủ sắc màu. Trời ơi, một cái ly bơ. Trời ơi, nhìn cái món ăn luôn á, trời ơi. Đẹp quá à, có lồng đèn cho Trung Thu đồ nữa. Rồi, tầng ở phía dưới thì các bạn xem nè. 1, 2, 3. Wow, rất là đẹp luôn. Và cả những bạn búp bê này nữa nha. Đẹp quá. Là màu hồng. Tiếp theo là sticker này có màu xanh nè. Trời ơi, một cái áo choàng lông. Và rất là nhiều những cái bộ đồ giống như là cô giáo, đồ này nọ nè. Có mang theo cặp sách rồi nữa các bạn thấy không? Đó, mang theo cặp táp rồi nữa nha. Đây, rất là đẹp luôn. Lật lên, trời ơi, có một chú khủng long dễ thương nữa nè. Và
rất là nhiều đồ đẹp luôn nha. Trên đây cũng là sticker dẻo luôn á. Nói chung tất cả đều là sticker dẻo ở tầng trên. Ở phía dưới thì là sticker nổi nha, rất là đẹp. Còn này thì là màu tím nhạt nè. Đó, trời ơi, cái váy này giống như là của người Hàn Quốc đó các bạn. Đây đây. Và các bạn biết không, nói tới Hàn Quốc thì sẵn đây chị nói luôn nha. Ở bên Hàn Quốc á, ở Itaewon á, chị mới đọc báo là có một vụ đi chơi Halloween mà chen lớn nhau cho một cái con hẻm ngắn thôi, làm tới 100, hình như 153 người á hay sao á. Đó, khoảng khoảng đó đó là bị mất luôn á các bạn, bị chết luôn á. Cho nên là khi đi đâu chơi á, trong những cái dịp lễ á, là chúng ta đừng có tới những cái chỗ mà nó quá đông như vậy nha các bạn nha. Đặc biệt là lễ Halloween hay là lễ gì cũng vậy, những cái chỗ mà đông quá thì chúng ta không có tới, nhiều khi nó bị ngộp thở đó, rất là nguy hiểm luôn đó. Chúng ta ở nhà chơi sticker như thế này nè, đó là an toàn đúng không? Trời ơi, con bà chó nè, trời ơi nè, trời ơi, bộ đồ này đẹp quá hả, mấy bộ đồ này đẹp quá hả, đúng không? Đó rồi, và video của chị thì đến đây cũng đã kết thúc rồi đó các bạn. Tuy là có hai đơn thôi nhưng mà hai đơn cũng khá là dễ thương nha. À, chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui và có một cái lễ Halloween thật là ý nghĩa và vui vẻ nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Bạn nào muốn đặt hàng ủng hộ cho kênh DocGP thì vui lòng gọi 0937899707 để đặt hàng. Có thể nhắn tin Zalo, Facebook để đặt hàng nữa nha. Cũng là Zalo, Facebook cũng là BéoGP 0937899707. Đừng quên xin phép bà mẹ trước khi gọi đặt hàng. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn vui khi xem video.